Thiên Đường Ẩm Thực mời bạn khai vị với món salad cá hồi xông khói kèm đậu lăng cùng với những nguyên liệu bắt mắt này nhé. Đầu tiên cắt khúc salad, cải bỏ xôi, cam thì cắt thành múi cau đẹp mắt như thế này đây. Bơ sau khi được lột vỏ thì hãy đem cắt thành lát to, cắt đôi cà chua bi rồi cho tất cả vô tô. Dùng tay xé nhỏ cá hồi xông khói thành từng miếng vừa ăn. Nào, giờ thì bắt tay vào pha chế nước sốt thôi. Dầu ô liu sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho món salad nếu như bạn muốn tăng hương vị và bổ sung dưỡng chất. Thêm muối, đường, tiêu trắng và một chút ngò tây băm nhỏ. Đặc biệt là không thể thiếu nước cốt chanh nha. Trộn đều cho hỗn hợp hòa quyện lại. Luộc đậu nành tươi, đậu lăng, đậu gà. Hành tím thì sắc mỏng rồi cho vào nước đá ngâm để hành được giòn và giúp giảm đi độ hăng. Trộn đều cái nguyên liệu với nước sốt nữa là hoàn tất. Trông ngon lành chưa kìa. Phần rau tươi mát là bước đệm để hương vị bùi bùi, thơm thơm của đậu càng thêm hoàn hảo. Cam thì chua nhẹ, quyện vào vị béo ngậy từ bơ và cá hồi xông khói. Giờ thì cùng thưởng thức với Thiên Đường Ẩm Thực và đánh giá xem món này có chiếm trọn được con tim của bạn như thế nào nhé.